Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay mình tiếp tục đến con game đấu trường kỳ lạ nha anh em. Nếu anh em thấy hay cho một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Ok, làm một trận đấu trường 3v3 anh em ơi. Mới lên được kim cương 5 thôi. Căng thế, không biết khi nào mới lên được thách đấu luôn. Ok, ghép rồi anh em ơi. Bình lắc quá. Ôi, team đấu bộ đẹp đẹp đẹp. Nhưng mà team bạn khét quá. Team bạn tướng ngon quá anh em ơi. Không biết skill. Team bạn xài combo rồi thôi đó. Toàn luôn đấy. Cứ bước đi đi. Kiếm cái cục xịt rồi này. Rồi mấy bạn né ra cho mình. Rồi thì né ra. Có ai không? Hết slow, hết slow. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây, đây rồi. Quái trưởng hai thanh niên truyền tay nhau anh em ạ. Ông mà thế. Mình né qua bạn, bạn né qua mình. Hai thanh niên truyền tay nhau kết hùng thuốc nổ. Thế nó mới... Trò chơi mạo hiểm anh em ạ. Gặp những nhân tài chơi mạo hiểm thôi. Không chết, không chết. Úi ôi. Úi ôi. Ném ra, có bạn lĩnh thì bạn cứ ném ra. Bạn thích thì bạn cứ ném thôi. Bạn thích thì bạn cứ ném thôi. Này thì tụ lực của chúng tôi từ từ anh em ơi. Này thì tụ lực. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. 14%. Rồi. Người chơi hệ núp lầm anh em à. Rồi, bom khói khắp sương mù. Ngủ rồi. Ui ui. Ui ôi, thế mà ném mít. Còn một người thôi, còn một người thôi. À đây, thấy rồi. À đây, à đây, à đây. Cảm lạnh. Một trò chơi cảm lạnh anh em ạ. Cảm lạnh. Ném tí ném chết đồng đội rồi. Đúng cảm lạnh luôn ấy. À nhặt hai kính luôn. Thế nó mới đau chứ. Chê. Đồ ngon thế này mà thanh niên chê anh em ạ. Ôi nó sẽ kêu, nó sẽ kêu. Kêu mấy nga, kêu mấy nga, kêu mấy nga. Mí tránh quái dừa, gặp ngay quái dừa. Tránh được kêu con này thì gặp ngay cái xe bom. Hồi một bạn. Thôi chém đi. Mình còn ulti mình chưa kịp xài nữa. Hay. Ném vũ khí ra. Ok luôn. Không cần xài cái con phù tí nước thằng đệ luôn anh em ạ. Cũng win nữa. Khá ổn áp. Có anh em gánh là phải ok hết. Ngon ngon lại xào. Còn 5 phút thì mình làm trận nữa luôn đi anh em ơi. Còn 5 phút thôi. Ok.
Kiếp rồi, giờ khá lâu. Mình ở tem dưới anh em ạ, hai con hồng hài nhi. Tem trên thì có đây 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 đây, vũ khí ngon, vũ khí ngon, vũ khí ngon, vũ khí ngon ấy da. Không, ố không cần cái búa, mình chỉ cần mày nhảy thôi. Búa gì tầm này, búa gì tầm này, búa gì tầm này. Búa gì tầm này. Ui, gì đâu mà đông đen thế. Xung quanh toàn là người ê. Xung quanh toàn là người ê. Bỏ bạn qua, bỏ bạn tôi ra. Ui trời. À, nhảy thế vẫn ăn được một mạng kìa. Đâu nữa, đâu nữa. Đấm luôn. Đấm luôn. Thế lấy bèn nhảy nhảy xuống ăn cho nhanh cho rồi. Còn màu mè ba lá. Màu mè, màu mè. Thế mà không trúng kỳ ảo thế. Rõ ràng mày nhảy trúng rồi mà. Này thì nhảy, này thì nhảy. Không chơi vũ khí luôn, chơi hai hai cái bàn nhảy thôi. Đây bơm mình này bạn ơi, bơm lên. Bơm chắc kích thích 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 lên. Ôi rồi. Ôi rồi. Ôi rồi. Mình nhảy mà thanh niên chón luôn anh em ơi. Ai hả rồi. À, lay một câu chuyện hết sức cảm lạnh. Một câu chuyện. Hết sức là. Nhảy thế mà không trúng cái nào. Ảo mà. Quái thanh niên xài kêu đen thế. Đâu nữa. Thanh niên kia chạy đâu xa thế. Ui. 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 Chó luôn. Mình nhảy mà thanh niên chó luôn. Choáng chưa? Mình thấy choáng chưa? Cho mình thấy mình choáng lắm rồi đây. Mình thấy là 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 mình choáng lắm rồi đây. Rồi thanh niên đắp rồi. Thanh niên đắp rồi. Quăng. Quăng. Thế mình ném không trúng kìa. À bấm nhầm rồi. Thôi thảo 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 để ra luôn cho nó nhanh anh em mà. Tốn thời gian quá. Hơi bị tốn thời gian. Hơi bị tốn thời gian nha. Nhảy 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 nhảy.
Ôi rồi, bơm lên. Ui rồi, chém đi anh em ơi. Ui ôi, nó xài tiệt kêu kìa, nó xài tiệt kêu kìa. Nó xài tiệt kêu đâu ghê thế ba. Tiệt kêu đâu ghê thế ba. Tiệt kêu đâu ghê thế ba. Ui bơm bèn bơm mình ơi. Đấy. Bơm mình ơi, bơm mình ơi. Khép góc chết luôn, khép đến chết. Khép đến chết luôn. Làm sao? Vì thế mà không không nhảy trúng kìa. Còn một bạn thì bạn đi tâm rồi. Chạy đâu cũng thế thôi. Bạn chạy đâu cũng thế thôi, bạn chạy đâu cũng thế. Bạn chạy đâu cũng thế thôi. Gì thế, thế mà cam không được kìa. Rõ ràng là mình canh chủng lắm mà. Rõ ràng là mình canh chủng lắm mà. Thanh niên cuối cùng đặt bom để tự chết. Cầm hai cái bèn nhảy và thanh niên lú luôn anh em mà. Thề cầm hai cái bèn nhảy đúng lú luôn. Mấy thanh niên lú như con cú luôn. Ok, sẵn làm nốt trận 1v1 luôn đi anh em ơi. Rồi mình nó lắc luôn. Thế mình cũng à rồi. Ok, ghép được. Gặp Lisa. Gặp Lisa V anh em ơi. Tên khó đọc quá. Rồi. Gì thế, xung quanh toàn là thùng thuốc nổ không thế này, đứng đâu đây? Một bạn lên bảng ngay, bắn trúng cái thùng thuốc nổ anh em ạ. Ngon cơm. Ủa rồi sao? Ủa gì là sao? Ủa gì là sao? Gì thế? Mi, thôi chịu. Mình bắn một viên bằng nó bắn hai viên rồi thôi chứ. Sao mà chơi? Ừ thì đi ra đây. Mình bắn một viên nó bắn ra hai viên anh em ạ. À. Thế ai chơi lại? May mà vẫn có đẳng sơ cấp ở đây. May mà có đẳng sơ cấp ở đây. Ok. Đơn giản. Quá đơn giản cho một trận đánh khá là nhẹ nhàng. Ok luôn. Xin tồn này với 20 me. Ném đạo cụ chứ u khó này. Bỏ nhiệm vụ đặt hộp mình đi anh em ạ. Có 20 điểm rồi bèo quá. Không dùng phương tiện di chuyển 400m được được. Mấy nhiệm vụ này dễ làm anh em ơi. Ok, có một đống bình nước. Ok, có một đống ấm nước luôn anh em ạ. Ấm nước để mình đi cái sự kiện tìm kho báu này. Hết đường đi rồi. Sao không có item tím nữa ta? Được, cái này nó cho item khá nhiều, được này nó không cho nữa. Ngon.
Đây, hai cái item tím luôn anh em ơi. Phải tìm đường qua mới được. Hết đường kìa. Cay thế, thế mà hết đường. Ok. Chào anh em nha.